Rồi, chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em có một sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện, thì khoảng là hoàn thiện khoảng 90% rồi nha. Đó, thì cái căn nhà này thì nằm trên trục đường quốc lộ 50 nha, cách cầu Ông Thình là 2 km, từ ngã ba Tân Kiên vào nhà mình thì khoảng là 100 m thôi nha quý cô chú nha. Thì đường trước ngay nhà mình là đường hẻm bê tông 5 m nha, xe hơi xe tải vô Vivo luôn. Đó, thì ở đây là em xây dựng là 11 căn nha. Đó, đang trong quá trình hoàn thiện thì em đã bán được 3 căn nha quý cô chú anh chị nha. Đó, thì căn nhà mình với diện tích là ngang 4 m, dài 20 m. Đó, xây dựng một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet nha. Đó, có sân trước và sân sau. Rồi, thì đây là cái căn nhà của em muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Đó, thì căn nhà này thì đang trong quá trình hoàn thiện nên quý cô chú anh chị mình xem có gì tham khảo nha. Đó, thì trước khi bước vào nhà mình thì em có trang bị cho nhà mình một lớp cửa 4 cánh nha. Đó, móc đệm sơn tĩnh điện chống rỉ sét màu đen ở đây. Rồi, đó, rất là sắt này rất là dày luôn nha quý cô chú nha, về yên tâm luôn. Đó, hàng rào bảo vệ của nhà mình rất là chắc chắn luôn nha. Và thì khi bước vào thì em có chừa một cái nhà mình là một cái sân nha, sân này thì sân 3 m nha, sân 3 m thì em đã lót gạch men chống trơn trượt cho quý cô chú anh chị mình nha, về mình có thể để xe hoặc là mình trồng cây gì đó. Đó, thì đây mình về mình để một bộ ghế mà đây về chiều tối mình có thể mình ra đây mình uống trà hay uống cà phê gì đó. Đó, thì nhà này đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa gắn cửa nha, cửa đang còn đang sơn nha. Thì móc cửa đây là cửa cửa sắt nha, cửa sắt 4 cánh, sơn tĩnh điện chống rỉ sét nha. Thì mặt tiền thì em đã ướp cho mình là mạch men hết giáo rồi nha, đó rất là sang và sạch cho ngôi nhà mình. Rồi, thì mời quý cô chú anh chị mình vô tham quan ngôi nhà mình nha. Thì đây là cái không gian phòng khách của ngôi nhà mình. Đó, rất là rộng luôn nha. Đó, gạch thì đây thì em lót gạch men là 80 vuông nha, gạch men 80 vuông ngang bóng kiến 80 vuông. Còn trên trần là trần thạch cao và nhà này là đặc biệt luôn nha, là nhà dát vàng nha. Đó, vàng 24K nha. Đó, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị nha. Và chính giữa là một cái đèn. Đấy, một cái đèn chùm. Đó, ngọn nến nha, rất là lung linh tỏa sáng, tạo cho cái không gian phòng khách của mình rất là đẹp luôn nha. Đấy, thì ở đây tường thì em đã lên tường lên mình là cho mình là 1 thước 2. Đó, rất là sạch để về nhà mình có con nít hay gì đó không sợ bám vào dơ vào cái tường của nhà mình nha. Đấy, và đây là những xung quanh là những cái đường chỉ hoa văn, đó được dát vàng rất là tinh tế. Đấy, xung quanh của nhà mình là màu trắng, chính giữa là một đường vàng rất là đẹp luôn. Rồi, thì tiếp theo thì mời quý cô chú anh chị mình vô tham quan cái khu vực nhà bếp nha. Đây là cái khu vực nhà bếp của nhà mình. Đó, thì khu vực nhà bếp này rất là rộng luôn. Thì em đã trang bị cho nhà mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới rồi nha. Đấy, được làm bằng gỗ căm xe. Còn cái mặt bếp thì là mặt bếp là đá hoa cương nha, đá hoa cương đen thì nó rất là bền và mình vệ sinh lau chùi rất là dễ luôn. Đó, thì mai mốt là em có làm cho mình là 2 cái bồn nha, một bên rửa chén một bên rửa rau ở đây. Và đó là mình khu vực bếp của mình, chị em phụ nữ rất là rộng. Đấy, rồi ngay đây mình có thể để được một cái bàn ăn nha, bàn ăn dành cho 4 đến 8 người ở đây nha, rất là rộng ngay luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì em có chừa sẵn cho mình ống cấp ống chờ để về mốt mình để máy giặt ngay đây nha quý cô chú nha. Đó, có sẵn ổ điện luôn. Rồi, tiếp theo thì mời quý cô chú anh chị mình đây xuống cái phòng này đi. Đó, thì để đáp ứng cái nhu cầu nhà ở của quý cô chú anh chị mình nha, thì em có xây dựng cho mình một cái phòng ở đây để về mình có người nhà hay trẻ nhỏ gì đó. Đó, không có lên lầu được thì mình ở cái phòng này rất là tiện luôn nha. Đấy, phòng này thì cũng đặc biệt luôn là trong cái phòng này trần nữa mà trần thạch cao và nó dát vàng luôn nha, dát vàng xung quanh là những cái đèn led đó, tạo cho không gian đó, cho cái phòng mình. Và đây có chừa cho mình một cái cửa sổ nha, không gian mở ở đây đó để vô cái ánh sáng và cái gió vào cái phòng mình rất là mát luôn nha. Đấy, rồi thì lúc đầu thì em nói nhà mình là đó có sân trước và sân sau, và đây là cái không gian cái sân sau nhà mình, giếng trời đằng sau mình nha. Đấy, rất là ok luôn, về mình có thể phơi đồ ngoài đây hay gì đó. Đó, và xung quanh đây là cái toilet đó, toilet của ngôi nhà mình đó, cũng có đầy đủ thiết bị như lavabo, giò sen. Thì đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa quý cô chú anh chị mình xem thông cảm nha. Tường này em đã lên lên tường mình là lên 2 thước rưỡi nha. Đó, 2 thước rưỡi luôn. Còn cửa xung quanh cửa ngôi nhà này mình thì em là làm cửa nhôm Sipha nha, kính cường lực rất là chắc chắn luôn nha. Đấy, rồi, và tiếp theo đó là cái khu vực cầu thang nha. Khu vực cầu thang thì ngay đây em có làm trong cho nhà mình là một cái quầy bar ngay đây nha, quầy bar ngay đây, về mình có để những quà lưu niệm hay gì đó. Đó, được làm bằng gỗ nha. Đấy, chắc về mình để quà lưu niệm hoặc là bình bông hay gì đó, cây cối gì đó mình để ngay đó thì rất là ok luôn. Và cái cầu thang bây giờ cầu thang đây là thấy quý cô chú nhìn mình xem rất chạm khắc điêu khắc rất là tinh tế luôn nha. Đó, được làm bằng gỗ căm xe rất là chắc chắn.
đó, đi xong với đó là kính cường lực nha, kính cường lực chứ là chắc chắn, và nó tạo cho cái không gian độ sáng trong nhà mình nha. Đấy đó, đó. Còn bậc cầu thang thì em làm bằng đá hoa cương luôn nha, đá hoa cương. Đấy đó, quý cô chú nhìn mình cho thêm không, cái đi cầu thang lên rất là rộng rãi thoải mái luôn nha. Đó, cầu thang mình tới là 1 thước 2 luôn nha, rất là rộng luôn. Đấy, và mời quý cô chú anh chị mình lên tham quan cái tầng trên ngôi nhà mình nha. Đấy, thì tầng trên ngôi nhà mình gồm có là 3 phòng ngủ và 1 cái nhà vệ sinh nha. Đây, và đây là cái không gian phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà mình. Thì không gian phòng ngủ thứ nhất của mình thì đây là ngang 4 m, dài 4 m là 16 m² nha. Và em đây đây có làm một cái cửa sổ ở đây để cho mình lấy ánh sáng và lấy gió vào cái phòng của mình. Xung quanh đây thì khu dân cư ở rất là đông đúc nha quý cô chú chị mình nha. Đó, trần vẫn là trần thạch cao, xung quanh là những cái đèn led đó để tạo lấy ánh sáng vào nhà mình. Cửa ở đây thì vẫn là cửa nhôm nha, cửa nhôm xi pha kính cường lực. Đây, còn ở đây là cái khu vực nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh sử dụng chung cho các phòng của nhà mình nha, thì rất là rộng luôn đó, có đầy đủ các thiết bị như lavabo, vòi sen. Rồi đây, tiếp theo thì đây là cái không gian phòng ngủ nha, ngủ này ngủ thứ hai nha. Và đây là cái không gian phòng ngủ thứ hai của nhà mình thì nó cũng rất là rộng luôn nha, và ngay đây nó cũng có một cái cửa sổ đây nha. Đó, một cái cửa để mình lấy ánh sáng và lấy gió vào cái phòng của mình. Nó thích hợp cho nhà này thì thích hợp cho là dành cho 6 đến 10 người nha, 6 đến 10 người ở rất là thoải mái luôn nha, 2 đến 3 gia đình ở đây. Đó, rất là rộng luôn. Rồi, tiếp theo thì đây là cái phòng ngủ thứ cuối cùng của nhà mình nha. Thì cái phòng này thì mình có thể là mình tận dụng làm phòng ngủ hoặc là mình thờ ông bà tổ tiên ở đây. Đó, cái khu vực cái phòng cao nhất của nhà mình nha. Đó, thì cái phòng này rất là rộng luôn, rộng hơn 2 cái phòng đầu tiên luôn nha. Đó, trên trần vẫn là trần thạch cao, xung quanh là những cái đèn led nha quý cô chú nhìn nha. Và mình ra đây thì cũng có làm cho nhà mình là một cái da ban công nha, ban công da 1 thước nha. Đó, đi về mình chiều mình ra đây mình hóng gió. Đó, mình nhìn ngắm xung quanh ở đây. Đấy, hoặc là mình làm gì đó. Còn ở đây thì em làm là nhôm nha, nhôm đi kính cường lực nha. Đó, để tạo cho cái mặt tiền của nhà mình rất là sang và đẹp luôn nha. Đó, xung quanh hai là 2 cái cây cột nha, 2 cột để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà mình. Đó, rất là đẹp và tinh tế luôn nha. Và ngay đây là một cái đèn chùm nha, một cái đèn chùm trước ngôi nhà mình. Và mai mốt đây, đây em sẽ làm cho mình là 1 2 cánh cửa nha, 2 cái cánh cửa ở đây. Đó, rồi rồi cuối clip thì cho em xin nhắc lại cái vị trí ngôi nhà mình nha. Thì vị trí ngôi nhà mình là nằm trên trục đường quốc lộ 50, cách cầu Ông Thình là 2 km nha, từ ngã ba Tân Kim vào nhà mình chỉ khoảng 500 m thôi. Đó, thì xung quanh đây là khu dân cư hiện hữu nha, rất là đông dân luôn. Thì ở đây thì có đầy đủ các tiện ích như bách hóa xanh, trường học, bệnh viện, trạm y tế. Đó, thì căn nhà này với diện tích là ngang 4 m nhân 20 m, xây dựng là 1 trệt 1 lầu, thì chỉ cần quý giá của căn nhà là 1 tỷ 950 nha, giá là 1 tỷ 950, thì chỉ cần 700 triệu thôi là quý cô chú anh chị mình đã sở hữu căn nhà này rồi nha. Căn nhà này là sổ hồng riêng từng căn. Đó, rồi thì nếu mà quý cô chú anh chị mình có thắc mắc gì thì hãy liên hệ số điện thoại hoặc để bình luận dưới kênh của em nha. Đó, thì em sẽ giải đáp những thắc mắc quý cô chú anh chị mình nha. Rồi, chúc quý cô chú anh chị mình có một ngày mới vui vẻ nha. Rồi.